Chào các bé, hôm nay chị Ong Xanh sẽ cùng các bé tìm hiểu tên các loài động vật bằng tiếng Anh nhé. Let's go! Frog. Con ếch. Dog. Chó. Baboon. Khỉ đầu chó. Dinosaur. Khủng long. Wildebeest. Linh dương đầu bò. Goose. Ngỗng. Caterpillar. Sâu bướm. Sailfish. Cá cờ. Squid. Con mực. Các bạn động vật của chúng ta thật đáng yêu phải không các bé? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Ong Xanh chào tạm biệt các bé nha.